Chị Ngân Hà làm gì đây? Bà đang bắt đầu con vịt đây này, coi chưa? Bà bảo này, hai chị em mang vào bếp Hà Lăng để cho bà thịt vịt đi. Hai chị em làm gì đây? Con á, đang á, tự nhiên chơi đá bóng ở đây. Con lại thấy á, 1, 2, 3, 4 quả dừa nó lát ở đây. Bảo này, chiều đến rồi nhỉ? Mình đi chăn gà xong rồi mình bắt gà đi. Vâng. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi nào. Em chị ra kia với chị đi. Dạ. Hai chị em chào các bạn đi. Chào các bạn nha. Em chị chào bạn, các bạn đi con. Gà về nhiều quá rồi, 2 giờ, hai chị em còn phải đi lấy cán cho gà ăn thôi. Đi thôi, đi lấy thôi, xong là mình đi, hôm nay mình đi ụp gà. Hôm nay á, các bạn cùng mình á, mình sẽ cho gà ăn thôi. Mình á, sẽ cho mấy bạn gà con kia, đủ bạn đấy và lượt thì mình sẽ ụp bạn đấy, để bắt bạn đấy cho gà ăn thêm nhé. Đi thôi, con đi lấy làm, đi lấy cán nào. Tí nữa con sẽ bỏ cám vào đấy cho em. Bây giờ nhá, xong là mình đi kiếm cái u nhỉ. Mình dụ gà về xong là mình bắt gà nhá. Con vừa thấy có cái u ở đằng sau kia kìa. Bây con lấy cái u đi. Đây này, em Chi đang cầm âu cám hộ chị Ngân Hà nhá. Còn chị Ngân Hà đi lấy cái u đấy. U gà này. Con để lùi ra đằng này đi. Để đằng này mới bắt được gà chứ. Cho em xin nha. Bạn ơi, nhìn lại có một chú bọ biết nào. Có chưa? Bây giờ con bỏ cám vào trong này đi, xong con đi bắt nó. Ui, đàn gà choi về nhiều chưa này? Để khi nào con gà choi nó vào rồi, con sẽ đợi gà to về mới ụp chứ, gà mẹ về mới ụp chứ. Nhưng mà gà mẹ về mình không thịt được. Phải mấy cái chú gà choi choi này này con này, mấy chú gà đang đứng đây này. Đấy các bạn ơi, hai chị em nhá. Hôm nay chị Ngân Hà sẽ hướng dẫn em Chi đi là đi bắt gà đấy. Hay rồi, con sẽ úp con gà thai qua này. Được, gà to về mình úp chưa? Ba thấy có chú gà trống rồi đấy. Nó sát sát rồi đấy nha. Dụ nó vào xong là mình tí mình bắt nó luôn. Lần này bắt gà Ngân Hà bắt gà rốt rồi. Bà thấy là gà khô nắm rồi đấy, mình không bắt được đâu. Ba ơi, thấy gà khô nắm hết đi kìa. Nó chạy hết đi rồi. Ôi trời ơi. Ngân Hà này, không ăn thua rồi. Thôi con ơi, gà nhà mình nó khô lắm. Con cất cái lồng đi thôi. Cất cái lồng đi đi nhở. Gà nhà mình nó khôn quá. Xong rồi á, tí nữa hãy đi săn trứng gà nào. Đấy, bạn Ngân Hà lại đi thả đàn vịt ra nhá. Đi ra đi. Ra con quái, con quái cho nó ăn nhá. Đấy, dụ nó ra rồi đấy. Đàn vịt giờ lớn rất nhanh như Ngân Hà nhỉ. Nhiều đàn vịt nhỉ. Con đang còn thấy á, có lúc chú ạ,
Thế nào ơi, đàn vịt nó ăn cám này siêu không? Nó ra đây nghỉ dưỡng như nó đói đấy. Con ác thấy ạ, có một chú gì đó, lấy cái lưỡi luôn. Chị ơi, vịt nhà mình lớn nhanh không? Lớn nhanh nhở? Ơ, cái gì đấy? Ơ, vịt á? Dạ. Ơ. Ôi, có con vịt đó vừa đánh phấn mắt này đẹp chưa? Ngân Hà không tóm được Ngan nhưng mà Ngân Hà tóm được vịt. Mà nó bảo là cả lát đâu vịt đã lên thịt chưa? Vịt đã chín lên thịt từ đây nhỉ? Chị Ngân Hà làm gì đây? Má bảo này, hai chị em mang vào bếp Hà Lan để cho bà thịt vịt đi. Vịt lên ăn rồi đấy. Rồi đấy, rồi à. Các bạn cùng mình đi đuổi Ngan vào nhá. Đi rồi. Đuổi đàn vịt vào đi. Cho nó vào trường con nhá. Ngân Hà ơi, con đợi luôn vào đi. Con đợi cửa chuồng vào đi. Con đấy, sẽ để ông tắm ở đây.